Đã tròn một năm sự kiện người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh trả lại đơn khởi kiện công ty Formosa. Đó là số đơn được Linh Mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên cùng đông đảo bà con giáo dân kéo vào gửi ngày 26-27 tháng 9 năm 2016. Lý do Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh bác đơn là do không cung cấp đầy đủ dữ liệu dữ kiện, không cung cấp đủ bằng chứng người dân bị thiệt hại. Nhắc lại sự kiện này, trang Thanh niên Công giáo viết như sau: đáng lý ra việc kiện Formosa là bổn phận và trách nhiệm của nhà nước làm thay nhân dân của mình, nhưng thật trớ trêu ở một đất nước thiên đường xã hội chủ nghĩa, người dân lại phải tự mình đi kêu đòi, họ phải chịu biết bao roi đòn phía trước mà nhà cầm quyền chuẩn bị cho họ. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tự ý nhận 500 triệu đô từ Formosa mà không được sự đồng ý của người dân. Bởi vì khoản tiền đi đê máy mà biết bao nhiêu dân thường phải bỏ mạng vì chúng độc tố, hàng trăm ngàn ngư dân bị mất việc, hàng chục những người có thiện chí đấu tranh cho dân chủ bị bắt bỏ tù, hàng trăm nghìn, hàng trăm dân, ngư dân đi đòi công lý bị đánh đổ máu. Điển hình ngày 14 tháng 2 năm 2017, phái đoàn Quỳnh Lưu do Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị nhà cầm quyền Nghệ An chặn đánh tại Diễn Hồng, Diễn Châu. Và họ cũng có sự kiện ngày 18 tháng 10 năm 2016, phái đoàn do Linh Mục Đặng Hữu Nam tiếp tục vào Kỳ Anh để nạp đơn khiếu nại về việc bắt đơn kiện của bà con Quỳnh Lưu ngày 8 tháng 10 năm 2017, cũng bị chặn đánh ở gần cầu Bến Thủy, thành phố Vinh. Tuy nhiên, xin được khẳng định lại rằng, ngay từ đầu việc tuần hành đông người vào khởi kiện công ty Formosa là một cái cớ. Việc Linh Mục giáo dân cố tình không chấp nhận nội dung trả đơn của Tòa án Nhân dân cũng là một cái cớ. Đúng là Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa vừa qua, nhưng cần thấy rằng họ đã chủ động xin lỗi, hứa sẽ khắc phục và tổ chức đền bù cho người dân 4 tỉnh chịu thiệt hại trực tiếp từ sự cố. Chính phủ cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không có lần hai cho Formosa. Thế nghĩ đây là những bảo đảm tương đối chắc chắn, và do chỉ ảnh hưởng từ sự cố nên người dân tại các vùng phụ cận chưa được hỗ trợ để khắc phục thiệt hại. Trong khi đó, hoạt động tuần hành đông người đã gây ra một hệ lụy, hàng chục vụ tắc quốc lộ 1A hơn một năm qua cho thấy sự tệ hại của điều này. Mới đây, giáo dân Quỳnh Lưu Nghệ An tiếp tục có đơn, được Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An đứng ra nhận và chuyển đơn. Tuy nhiên, nó cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn số đơn trước đó. Việc bị trả lại cũng chỉ là chuyện của thời gian mà thôi.